Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì em lên toàn siêu phẩm thôi nhé. Lên các siêu phẩm để cho bác sưu tầm nhé. Đây là một giò trồn của Lai Châu này các bác này. Cái dòng lá xếp, lá dày, lá ngắn này. Một cái giò rất là đẹp này. Đấy, trồng trên một cái thế lũa cũng cực kỳ đẹp nha các bác nhé. Cây rất đẹp đây. Đấy, nó như này. Đẹp chưa các bác? Đấy, đây. Đấy, các bạn nhìn kỹ đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn nhé. Mã số A17. A17 nha các bác nhá. Có giá là 800.000. Một cái tác phẩm như này. Cái này thì nó đang mùa phát triển, đang mùa đi ngọn, nhưng các bác về các bác chịu khó chăm tưới từ giờ cuối năm nó lên thêm khoảng 2-3 cặp lá nữa thì em nói thật các bác, chứ cái dòng này nhìn cây này rất là đẹp vì toàn lá xếp các bác nhá. Lá xếp rất đẹp. Tiếp theo em lên siêu phẩm nữa nha các bác nha. Đây, siêu phẩm tam bảo sắc nha. Một cái dòng siêu phẩm như này nha các bác nha. Mấy chục cây luôn, 50-60 cây luôn. Đấy, cái này thì nó dài, ui dồi ôi, nó dài khoảng tầm 1m2 đấy các bác ạ. Nó dài khoảng tầm 1m2 như này nha. Tam bảo sắc nha. Cái này tam bảo sắc không số, cái giá là 1,2 triệu nhá. Bác nào mà lấy báo em là tam bảo sắc 1,2 triệu nhá. Cái này về các bác chăm làm tác phẩm thì cực kỳ đẹp luôn. Tam bảo sắc tiếp theo nha các bác nhá. Tam bảo sắc nhá. Mã số 1 nha các bác nhá. Cái này gọi mã số 1 nhá. À, có giá là 600.000. Mã số 1 600.000. Siêu phẩm nữa này các bác này. Mã số 2 cũng 650.000 nha các bác nhá. Cái này thì tác phẩm này này thì nó to hơn một chút. 650.000. Trồng một cái trụ như này nha các bác nhá. Cái này thì độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm nhé, cực kỳ thuần rồi nhé. Mã số 2 tam bảo sắc 650.000. Ơi, tiếp theo em lên siêu phẩm nữa nhé. Đùi gà nhé các bác nhé. Đấy, đùi gà tròn nhé. Siêu phẩm này nhé, đùi gà tròn có giá là 1 triệu nha các bác nhé. Hôm nay em lên siêu phẩm, lát nữa em lên những cái hàng mà nó vừa tiền nha các bác nhá. Đấy, em lên trước cái siêu phẩm có giá 1 triệu nha các bác nhá, đùi gà tròn. Đây, lên cho bác một tác phẩm đùi gà trắng tinh nhá. Cái này thì em đã làm kỳ rồi các bạn. Rất nhiều kỳ luôn. Đấy. Đùi gà trắng nha các bác nhá, trắng tinh. Đấy, có giá 2 triệu nha các bác nhá. Em làm kỳ kỳ nó cũng đã ra rễ rồi này các bác này. Đấy. Nó hết mùa hoa rồi, em làm kỳ để nhân giống đấy. Bác nào mà lấy về thì nhân giống thì cực kỳ đẹp. Còn nếu mà bác nào mà lấy kỳ thì em bán 50.000 một kỳ nhá. Em sẽ cắt ra 50.000 một kỳ nhá. Đấy. Đây, tác phẩm đùi gà tiếp theo nha các bác nhá. Đấy, những cái dòng nó vừa tiền cho các bác sưu tầm này. Mã số A1 nha các bác nhá. A1 có giá là 350.000. Đấy, những cái nó vừa tiền nha các bác nhá. A1. Cái này nó đang đi ngọn các bạn. Nó đang đi ngọn thì từ giờ đến cuối năm nó thắt ngọn thì nó sẽ ra hoa, và cái dòng gà này thì nó cũng đẻ rất nhiều nha các bác nhá. Đấy, năm nó có thể đẻ 2 nứa. Có thể là cái dòng này vài tháng nữa là nó bắt đầu thắt ngọn nó lại đẻ tiếp nha các bạn nhé. Em lên cho bác kiều vuông Lộc Bắc nhé. Đấy, những cái giò kiều vuông Lộc Bắc. Cái này thì các bác về này như này nhá.
các bác về các bác mà muốn ra hoa tự nhiên thì các bác kệ nó, thì nó khoảng tầm tháng 3 tháng 4 nó ra hoa. Còn những cái thân nó già như này nhá, những cái thân nó già như này các bác muốn chơi hoa luôn ấy thì các bác về các bác mua cho em một lọ thuốc kích thì duy xanh hoặc đỏ cũng được. Các bác khoan một cái lỗ vào đây, khoan một cái lỗ vào đây, xong các bác bơm cho khoảng 2 giọt kích kỳ, cứ mỗi thân các bác khoan một lỗ thôi, khoan ở giữa nhé, khoan ở giữa, đấy các bác khoan ở giữa, chỉ cần mỗi một cái thôi, một lỗ thôi, là cứ mỗi thân này nó ra khoảng tầm 2 bông hoa, thì mấy chục thân này thì nó ra thì có một dày đặc hoa luôn nhé các bác nhé. Đấy. Mùa này các bác làm vẫn vô tư nhé, mùa này nhé em dám khẳng định với các bác là các bác khoan lỗ các bác bơm thuốc và những cái thân già nhé các bác nhé, những cái thân tơ nó mới lên thì các bác đừng có khoan nhé, những cái thân già như này này, những cái thân như này đây đấy, những cái thân như này các bác khoan hết cho em, hoặc là các bác muốn chơi hoa luôn đấy, đấy là muốn chơi hoa luôn, nếu mà không thì các bác cứ để tự nhiên đến mùa hoa nó khác ra thôi. Ôi quên mất, giá 1,1 triệu nha các bác nhá, mã số 4 giá 1,1 triệu nhá. Ui giời ơi, siêu phẩm nha các bác nhá. Cây này thì em nói thật các bác là đấy, như này mà nó nở hoa thì không phải của vừa đâu nhá, nó nở hoa thì những cái này thì nó to lắm đây này các bác này, đấy 70 thân hoa nha các bác nhá, và rất nhiều những cái thân nó nhỏ nhỏ nữa nhá, 70 thân dài nhá, những cái thân dài nhá. Phi điệp vàng có giá 3 triệu nha các bác nhá. Phi điệp vàng 70 thân nha, bác nào lấy phi điệp vàng 70 thân. Đây này, đứng xa nha các bác mới nhìn thấy cái độ khủng của nó. 3 triệu các bác nhá. Đây, em lên những cái nhỏ nhỏ tiếp đây. Đuôi chồn nha các bác nhá. Đấy, một cái bảng đuôi chồn như này. Cây rất là chất lượng luôn. Nó nhỏ nhỏ này nhưng mà đến mùa hoa tới là hoa lại rực rỡ nha các bác nhá. Đấy. Đuôi chồn mã số A9 nha các bác nhá. A9 có giá 250.000. 250.000 nha các bác nhá. A9. Quế trắng tháng 8 này các bác này. Đấy. Cái này thì các bác mua về làm giống thôi. Mua về làm giống thôi chứ còn em chưa thấy nó có lụ đâu. Mùa này thì đáng lẽ ra là nó lụ rồi đấy, nhưng mà cái hàng này là hàng cái cây nó nhỏ, cây giống nhá các bác nhá. Đấy. Mã số A11 nhá các bác nhá. A11. 280.000 nhá các bác nhá. A11 là 280.000, quế trắng tháng 8. Chầm trắng nhá các bác nhá. Đấy, một giò chầm trắng này rất nhiều thân tơ này các bác này. Rất nhiều thân tơ nhá. Chầm trắng mã số B1 nhá các bác nhá, có giá 250.000. Đấy, chầm thì em nói thật các bác, nói đến chầm là nó đã thơm rồi. Thơm ngát mũi luôn này. Đấy, nó mà nở thì các bác để chỉ cần để cái này trên bàn uống nước thôi, em nói thật các bác ngồi không muốn đi đâu đâu. Thơm lắm. Tiếp theo chầm trắng tiếp nha các bác nhá. Chầm trắng mã số B2 cũng 280.000 nha các bác nhá. Cũng 280.000. Đấy, giò chầm trắng như này nhá. Đẹp vip như này nhá. Đây là một cái chậu đen rô trắng nha các bác nhá. Cái đen rô trắng này nó là trắng ruby nha các bác. Đấy, trắng ruby nó rất đẹp này. Nó có hai thân. Hai thân và một cái mầm gốc, 2, 3, 4 cái mầm gốc đang lên nhé các bác nhé, 4 cái mầm gốc đang lên. Đấy. Cái dòng đen rô này thì em nói thật các bác chứ, nó ra chỉ cần hai cái thân này thôi nó ra hoa thì cũng rất là rực rỡ rồi. Đấy. Mã số 6 nha các bác nhá. Trắng ruby thì cái dòng này thì nó hơi đắt một chút các bác ạ. Dòng này thì dòng trắng ruby này thì nó đắt vì nó thuộc cái dòng hiếm nha các bác nhé. Trắng trắng không phải là trắng trắng như cái kiểu trắng tinh đâu mà nó màu ruby các bác. Đấy, nó kiểu như viên ngọc ruby đấy các bạn. Mã số 6 400.000 nha các bác nhá. 400.000. Thanh đạm sữa này các bác này. Thanh đạm sữa.
đang chi chít nụ nha các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm, riêng cái dòng này nhá, bảo hành các bác là hoa cực kỳ thơm luôn. Nguyên bản nha các bác nhá. Đang chi chít nụ này các bác này. Nụ đang chi chít bên trong những cái này nha các bác nhá. Đấy, nguyên bản như này. Cực kỳ đẹp đây. Một cành cây nguyên bản như này nhá. Nhiều nụ lắm các bác ạ. Cái này về thì em bảo hành các bác là khi hoa nó mà nở thì cực kỳ thơm luôn. Đấy, mà rất nhiều nụ nhá, không phải ít đâu. Đấy. Thanh đạm sữa 600.000 nhá các bác nhá. 600.000 thanh đạm sữa. Em lên cho các bác kiều nhá. Kiều vàng nhá. Kiều vàng. Kiều vàng mã số 3 nhé các bác nhé. Có giá 300.000. 300.000 kiều vàng. Kiều vàng. Kiều vàng các bác nhé. Em nhìn em cứ tưởng nó lẫn cái thân kiều mỡ gà. Nhưng mà không phải, nó là kiều vàng nhé các bác nhé. 300.000. Tiếp theo tam bảo sắc nha các bác nhé. Một cái bảng như này nhé. Đấy, tam bảo sắc mã số B3 có giá là 350.000. Trong các loài lan thì để mà hoa nó thơm với các bác thì ngoài trầm này, trầm này thì tam bảo sắc cũng là một trong những cái loại hoa cực kỳ thơm các bạn. Đấy, tam bảo sắc là một trong những loại hoa cực kỳ thơm nha các bác nhé. Mã B3 350.000. Long tu đá tím nha các bác nhé. Long tu đá tím nha. Mã số A9. A9. Cái này thì nó mọc ở trên cái vùng đất vùng núi đá của cái huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhé các bác nhé. Đấy. Thì ở đây bọn em nó phân bổ chỉ ở Lai Châu thì nó chỉ phân bổ ở đấy thôi các bác. Vì cho nên là bọn em hay gọi nó là long tu đá Sìn Hồ, long tu đá tím Sìn Hồ nhé các bác nhé. Của huyện Sìn Hồ, một cái huyện vùng cao. Cái huyện đấy thì nó cao cũng phải gần bằng Sapa đấy các bạn, cái độ cao so với mực nước biển gần bằng Sapa. Mã số A9 250.000. Sơn thủy tiên họng đen nha các bác nhá. Sơn thủy tiên họng đen 500.000 nha các bác nhá. Đấy, cho một cái chậu sơn thủy tiên họng đen như này. Đấy, bác nào lấy thì báo em sơn thủy tiên họng đen 500.000. Em lên cho bác cái bảng hạc vĩ thiên cung nữ bố nhá. Đấy, thiên cung nữ bố, một cái bảng nó dài khoảng 60 cm, hơn 60 cm các bạn. Đây, các bác cứ hình dung xem như này, nó như này. Các bác hình dung xem, các bác nuôi từ giờ đến cuối năm nó thêm khoảng tầm 50 cm nữa thôi là nó cũng rơi vào khoảng tầm 1 m. Khi mà nó nở hoa thì các bác nhìn như một cái rèm hoa rất là đẹp nha các bác nhé. Hạc vĩ thiên cung mã số A12 có giá là 700.000 nha các bác nhé. Có giá 700.000 hạc vĩ thiên cung đẹp như này mà các bác. Đấy, nó như này, như một cái rèm hoa luôn nhé. Có giá 700.000. Em lên cho các bác cái hoa hồng đỏ nhá. Hoa hồng đỏ một chậu như này. Mã số A14. A14. Đấy, một cái chậu nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này nha các bác nhá. Có giá là 550.000. 550.000 nha các bác nhá. Đấy, một cái chậu nha. Đây, em lên cho bác cái siêu phẩm đây. Siêu phẩm đùi gà tròn, như cái này là nguyên rẻ nha các bác nhé. Nguyên rẻ. Đấy. Đẹp. Đẹp đẹp thì cái độ đẹp của nó thì các bác không thể nào chê được vào đâu. Thân toàn thân mập u u này các bác này. Đấy, thân mập u u luôn. Nguyên rẻ nhé. Cái dòng này thì
theo kinh nghiệm chơi lan của em ấy, thì những cái dòng mà lá nó dài dài này, hoa thường thường rất là đẹp các bạn. Và thân nó to nhá, thân nó to nó mập thì khi mà nó nở hoa thì nó mới đúng khuôn bông khuôn hoa của nó nhá các bạn nhá. Nó đủ chất dinh dưỡng, có nghĩa là thân nó to thì nó đủ chất dinh dưỡng nuôi, khi mà nó hoa nở nó nuôi hoa thì đúng chuẩn mặt hoa luôn. Chứ nó hoa nó không méo mó như những cái cây ốm yếu đâu nhá các bạn nhá. 1.500.000 cho mã số 55 nhá các bạn nhá. Đấy, đùi gà tròn siêu phẩm. Em nói thật các bạn, những cái này mà đến mùa hoa mà mặt hoa nó tím đậm thì đúng là sờ vào những cái này không có 5 triệu không mua đâu. Thật sự các bác, mùa này bây giờ em mới lấy của dân về cũng chưa biết cái mặt hoa của nó thế nào đâu. Đấy, chứ đấy, khi mà mặt hoa tím đậm mình sờ vào cái giỏ như này không dưới 5 triệu đâu các bác. Chầm tím nha các bác nhá. Chầm tím như này nhá. Mã số mấy đây? Chầm tím nha các bác nhá, có giá là 400.000 nhá. Chầm tím đậm nhá, chầm này chầm rừng Điện Biên nhá các bác nhá. Cái này là chầm rừng Điện Biên nhá. 400.000 nhá các bác nhá. Đấy, một cái giò chầm tím như này. Cái này thì quá thuần rồi các bạn. Cái này thì các bác yên tâm là nó quá thuần rồi, vì em ghép năm nay năm thứ hai. Năm cánh trắng Phú Thọ nha các bác nha. Đấy, đang nụ đây. Đang nụ đây nha các bác nha. Đấy, nó có một mầm gốc, 2, 3, 4, 5 cái mầm gốc nha các bác nha. Năm cánh trắng Phú Thọ 450.000 nha các bác nha. 400, à đâu, 250.000. 250.000 số 1 nha các bác nha. Năm cánh trắng Phú Thọ lấy rẻ các bác đi, 250.000. Đấy, lấy rẻ các bác. Đây, cái bông này thì vừa hoa vừa nụ nha các bác nhá. Đấy, chuẩn mặt bông năm cái trắng Phú Thọ đây nha các bác nhá. Chuẩn hoa nhá, chuẩn giống luôn nhá. Về các bác không phải lăn tăn là sai giống nhá. Đấy, đẹp, nhìn như bạch tuyết các bác ạ. Nhìn như bạch tuyết, các bác nào mà chơi lan thì đây này. Nó nhìn như nhìn, họng và mắt nhìn như năm cái trắng bạch tuyết. Số 2 nhá, 300.000 nhá các bác nhá. À, 280.000 thôi, lấy các bác 280.000 nhá, cái dòng này nhá. 280.000. Ý ngọc này các bác này, năm cánh trắng họng tím này. Cái dòng này dòng ý ngọc năm cánh trắng họng tím, cái này thì hoa nó thường thường nó nở vào tháng 3 dương lịch nhá các bác nhá. Năm cánh trắng họng tím. Đấy. Mã B1 có giá là 250.000 một cái chậu ý ngọc như này nhé, năm cái trắng họng tím. Đây, hoàng thảo kèm đây các bác này. Cái này là dòng em ươm kỳ nha các bác nhé. Cái này là ươm kỳ nó ra này. Đấy, những cái cây mà thỉnh thoảng nó có kỳ ấy, thì bọn em vẫn ghép như này nhé, hoàng thảo kèm nha các bác nhé. Đấy, 280.000. 280.000. Đấy, một cái bảng như này nhá. Vì em nói thật các bác, những cái kèn đây này nó có một mầm gốc này, 2 này, 3 này, 4 cái này. Những cái kèn này em nói thật các bác, cái dòng kèn Lai Châu này thì bình thường ra là nếu mà mua một cái thân như này, thấp nhất nó cũng khoảng tầm 200.000. Thấp nhất đấy là rẻ, mua rẻ 200.000, nhưng mà cái dòng này dòng em ươm kỳ được thì em bán rẻ cho các bác nhé. Rồi. Rồi, trên đây toàn bộ video như em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào các bác.